Về nguyên tắc ba phần này phải tương đối cân bằng với nhau thì cuộc đời của chúng ta hanh thông, trôi chảy đầy đặn, gặp nhiều vận may tốt đẹp. Ở phần nào mà nó thấp hơn thì đó là chính là cái phần tuổi giai đoạn đó chúng ta cơ cực. Quan lấy ví dụ như là cái vùng trán mà nhỏ mà thấp, đó chính là giai đoạn tuổi thơ chúng ta rất là cực. Thứ hai, nó còn biểu thị trí khôn, thì đây chính là nếu mà nó thấp như thế này nè, quan lấy ví dụ nó thấp như thế này thì nó biểu thị cho cái trí khôn của chúng ta. Ít trí tuệ đó, nó thấp. Đây quan lấy ví dụ như hình này, ví dụ như cái trán là nó thấp nè, thì đây chứng tỏ là đây là biểu thị cho tuổi thơ chúng ta đang cơ cực vất vả. Thứ hai là nó biểu thị cho trí tuệ của con người của chúng ta cũng là ít ít trí tuệ. Cái thứ ba nó còn thể hiện đó là cái cuộc đời của con người chúng ta tráng, nó biểu thị cho ra cuộc đời nữa, cuộc đời của chúng ta cũng chưa thật sự trọn vẹn. Trọn vẹn ở đây đó là gia đình, con cái, chồng con, sự nghiệp, mối quan hệ, sức khỏe, gọi là cuộc đời. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ lấy cái gương chúng ta đo nha. Về nguyên tắc mọi người đo dùm cho Quang, tính từ chiều dài từ đây phần 1, phần 2, phần 3. Mình đo xem thử là cái phần nào nguyên tắc không được dài và không được vượt qua 2 cm. Đây Quang có ghi đây. Về nguyên tắc không được vượt quá 2 cm ở ba phần này. Vượt quá là nó làm cho cái gương mặt của mình bất bình ổn. Mọi người đo xong rồi comment vào dùm cho Quang. Ví dụ ở trên là mọi người ghi là 5, rồi gạch ngang 7, gạch ngang 5, chẳng hạn như vậy á. Mọi người chat vào trong cái phần chat để Quang nhìn vô trên cái phần đó, Quang thấy nó như thế nào. Phần trên là phần trên chân mày đúng không Quang? Dạ Phần trên là phần trên chân mày đúng không? đúng rồi, ngay chỗ chân mày đó chị, đo ngay chỗ chân mày á. Mình phải lên cao nhất là chân mày đúng không? Tính từ lông mày, tính là Mình phải đo như vậy không? Mình đo vậy đúng không? đo đo chiều dài chút. Không, nhưng mà đo ngang cái đầu chân mày đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi chị, đúng rồi. Không, mà từ đây lấy thước xuống hả? Mình đo chiều dọc gì chứ, mình phải đo cái chiều đây để em di chuyển cái Không này. phải lấy chiều ngang làm dấu chứ. Ủa, 2 cm là sao cô con? Có nghĩa là ba cái phần này á, là coi thử cái phần nào nó có vượt hơn so 2 cm không. Mình phải đo. Đâu rồi. Cô Quang cho chị hỏi là mình đo từ cái bề dày lông mày thì mình đo từ mép trên của lông mày đúng không cô Đúng Quang? rồi, đi nè chị thấy cái đường không, ngay chỗ hàng lông mày á, cái chấm đầu của hàng lông mày á, À rồi, chấm đo đầu đây nè, mình đo ngang cái hàng lông mày của mình đi nè à rồi đó, mình đo đây ngang đây, mình à ấy đây nè, biết ngay đây đo nè, ngang đây ấy nè, được đây nè, cái mình điểm cao đo nhất của lông cái mày chứ, đoạn này là một nè, thấy không chị nhìn mình nè. phải lấy điểm cao nhất của lông mày đúng không? Đúng rồi, đo cái chỗ cái đầu lông mày của mình đi nè, cái đầu lông mày nó Điểm tính cao nhất của lông mày đâu ngang qua. nè. Đó, đo dọc 1 2 3 đó, mình đo rứa mà nguyên Hà của một Hà đâu mà 2 3 6,5 đó. dữ hả? Thì mọi người nhìn xem thử là Bước bao cho em ấy chị Mai. nhỏ Của Hà 6,5 cm rồi kìa. Ủa, cái này cho sai số bao nhiêu hả cô Quang? về nguyên tắc đây nè, em có ghi nè, về nguyên tắc là Cái đo của mẹ đó không được đo ba cái phần này, là không đó được nó quá có số hai vậy cm em phải đo cái thì miệng đây trong nè, một nè,
chị như chị ba phần bằng nhau á, ba phần bằng nhau thì tuyệt vời chứ không chị, hộp này là nữa, nếu như ba phần bằng nhau là cái này in đen chứ cái phần thứ ba nó lệch hơn 1-2 ly thì đâu có sao hả cô anh, sao hết không được, thịt gà 2 cm đi nè, luộc trứng không được 2 cm nha, vừa qua thế là thuốc của bạn lại đâu rồi? Cái là gà là nấu rồi chưa? Cái gà cũng chưa, cái gà chưa nấu. Mình xem thử là cái đoạn nào mình dài hơn, mình xem thử đoạn nào mình dài nhất, ví dụ như là trung bình của mình dài hay là hậu vệ cái nấu này. Hay là ở bỏ ra ngoài này. Đuôi ra chị Phương On là của năm... chị á 66 6 là sao chị không hiểu ta hả? Chị Mai, chị Mai đo được chưa? À chị đo cái chiều kia, trời ơi chị đo cái chiều dọc đó, đúng rồi, đang chị đang đúng rồi chị Mai. Hè là đo được là 6.5, 7.5, như vậy là Hè Hải là tốt nè. Để quan xem thử là bây giờ ba cái phần theo như mọi người cái phần nào là phần nào dài là tốt, theo như cả nhà nghĩ thì phần nào dài là tốt, phần chỗ hạ đình chứ đúng không? À, theo mọi người để comment vào thử. Bây giờ Quang có một câu hỏi dành cho mọi người nha. Theo như mọi người, phần thượng đình, trung đình hay hạ đình, phần nào dài, tỷ lệ nó dài thì nó tốt. Trung đình. Mình comment thử là cái phần nào là dài là tốt. Ô bạn Nguyễn Phúc là tới 7 luôn hả? 7 là xịn sò lắm đó. Ê, của chị á, của chị á, của Quang. Dạ. Của chị là cái phần trán chỉ có 5 mà hai cái phần kia là 7, 7 hết á. Vậy là hồi xưa chị Mai cơ cực lắm. Qua rồi, thời đó qua rồi. Thì đấy, qua rồi, bây giờ là 7 rồi. Bây giờ mọi người comment vào, theo như cái phần nào mà dài nhất là tốt. Hải Hà bảo là phần hạ đình dài là tốt. À, cái phần trung đình đi, bây giờ tốt, bây giờ sướng cái đã, già tiếng sau. Trung đình là tốt. Nhưng mà cái phần này này, cô Quang, phần này chị đo này, chị lấy từ bên này đâu qua này. Không, mình đo dọc quá chứ, mình đo chiều dọc. À, nhưng mà phải lấy từ bên này, lấy qua để đo đi lên, đo lên đúng không? Đúng rồi. Ừ. Chị lấy ngang cái chỗ lông mày này đo lên thôi. Lông mày vừa đấy, lông mày đâu? Đầu lông mày, lấy cái đầu lông mày đi nè. Lông mày dưới đó hả? Dạ, cái đầu lông mày của mình đi nè, cái đầu đi nè, lấy cái đầu lông mày đi nè. À, vậy thì không đến dài vậy đâu. Ngắm vậy đâu. Mày gương mặt là bình ổn hả? Rồi. Như vậy mọi người đó em cùng em thấy nè. Chị ơi cho em hỏi xíu chị. Dạ. Chị cho em hỏi với. Em hỏi đi. Đây. Em chấm này có phải không? Chị cho chị dồn lên, có phải là mình để ngang cái viết đây nè, xong một cái đường gạch ngang đường này qua đây, rồi mình lấy cái điểm giữa này đúng không chị? Đúng rồi, mình đo lên, là mình đo lên đây tới trên tóc này luôn. Còn từ cái điểm giữa này mình tính xuống chóp mũi hay là xuống thẳng dưới này luôn ạ? Chóp mũi nè, cái đầu mũi mình nè, ngay chỗ cái đại, cái đầu mũi này chứ không phải là từ đây đúng không? Không, cái đỉnh mũi, cái đỉnh mũi, đỉnh mũi thôi, đây nè, đo cái đoạn đỉnh mũi này nè. Dạ. Rồi cái từ đỉnh mũi này xuống dưới này. Đúng rồi, ở dưới đây mình phải để dưới đây, ở dưới phần hậu đình mình phải để dưới ngay chỗ nhân trung đấy, mình để xuống dưới đây mình đo. Dạ dạ. Phải đúng rồi đó, còn chị đúng rồi, chị 66.67.1. Ồ, mình hậu vận mình tốt đúng không? Quá rồi. Như vậy ở đây Quang thấy có nhiều người 7 nè. Hân là 766 nè. Thấy loạn cả lên. Ôi mà mình là 7 6 1 6 5, có gì bình thường rồi.
Vậy thì ở đây mọi người nhớ nha, mình thật sự là không phải là nó quá chính xác đâu, nhưng mà ở đây mình sẽ thấy con số toàn là 6 không, 6 trở lên là rất là tuyệt vời, đừng có 4 với 5, bởi vì 4 với 5 nó thuộc vô cái tiếp gọi là mặt ngắn. Mặt ngắn thì đời mình nó sẽ dễ bị trông trên. Vậy thì trong cái quan thấy cái cục men với là nhìn trên mọi người đây thì quan thấy gương mặt của mọi người đa số là tam đình bình ổn, tốt. Như vậy tam đình bình ổn nghĩa là cuộc đời của chúng ta được tốt, có nghĩa là tốt ở đây có nghĩa là gì? Có nhiều người phạm phải, thứ nhất là sinh con ra là khó nuôi con, hai là vợ chồng đứt gánh giữa đường, thứ ba là gặp phải những cái bệnh gọi là hiểm nghèo, thứ tư là gặp những cái vấn đề nguy hiểm về gọi là về xe cộ. Thì tất cả trừ hết tất cả những cái đó ra thì gọi là tam đình bình ổn. Như vậy mọi người hình dung được mình dùng cái từ gọi là tam đình bình ổn chưa? Còn cái chuyện mà vợ chồng lục đục xẹt xẹt nhau tí đó không tính vào. Con thì đương nhiên nó phải có lúc ương lúc ngạnh thì không có tính vào. Thì trừ hết tất cả những cái đó ra thì nó được gọi là tam đình bình ổn. Như vậy rất là tuyệt vời. Ở đây chỉ có một Sam á, Sam thì nó hơi ấy một tí. Rồi như vậy là nếu như mà vượt quá 2 cm thì mất cân bằng. Mà nếu như mà bình ổn như vậy á thì bằng á là cuộc đời của chúng ta bình ổn, mà nếu như ba cái vùng này á, ba cái khu vực này mà nó lệch quá 2 cm là cuộc đời của cái người đó họ chao đảo. Rất là mệt. Ví dụ như trán mà thấp là họ mệt về tuổi thơ áo của họ rất là cực, vất vả. Cái phần đây mà ngắn là chứng tỏ là họ rất là lao đao lận đận về sự nghiệp, cái tuổi trung niên của họ là làm rất là vất vả. Nếu như phần hậu vận của họ mà ngắn thì về già dễ rơi vào trạng thái bị cô đơn, con cháu đi xa, hoặc là rơi vào trạng thái cô độc. Hoặc là có nhiều người thì các anh chị sẽ thấy là vợ chồng tới 40-50 tuổi vẫn còn ly dị, ở một mình, con cháu thì đi làm ăn xa, thì đó gọi là rơi vào trạng thái cô độc. Vậy thì bây giờ cả cái lớp chúng ta không có ai có hết, chúc mừng nha, vợ chồng sao có thể chúc mừng. Có những cái phần của chị Lệ mà sao 7 7 9 luôn á, của chị Lệ dài ghê luôn á. Đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ hình dung nha, trong ba phần này thì phần nào là cho ra cái tỷ lệ dài là tốt nhất? Thì theo như cả nhà thì chị Hà Hải là trả lời là đúng rồi, phần hậu vận dài là tốt nhất, bởi vì cuộc đời của chúng ta hồi nhỏ chúng ta lo ăn học, lớn lên chúng ta bươn chải làm ăn tạo dựng sự nghiệp, cuối đời chúng ta chỉ mong là về già có lương hưu nghỉ ngơi, con cháu thành đạt, vợ chồng là sao, vợ ông chăm bà chăm ông, chỉ mong chừng đó đúng không? Khỏe mạnh tuổi về già. Vậy thì nếu như mà về già mà cái hậu vận của cái người nào mà nó dài, nó đầy đặn thì cái người đó về già họ rất là sướng. Sướng ở đây là mọi người phải hình dung như nè. Thứ nhất, con cái thành đạt. Mới là con cái thành đạt nha. Sướng ở đây là mọi người phải nhớ. Con cái thành đạt, có vợ, có chồng đàng hoàng, công việc ổn định. Là được sự chăm sóc của nhiều người, cái người đó họ sẽ được sự chăm sóc của nhiều người, ví dụ chồng hay là con cháu hay là bà con lối xóm mà nó biết được, nhưng mà họ nhận được cái sự chăm sóc của nhiều người. Rồi, ba về con. Thứ ba đó chính là họ để được cái phước lại cho cháu. Cái hậu vận mà dài là để lại phước cho cháu con. Thứ tư đó chính là họ nuôi dạy con cái thuận hòa hiếu thảo. Cái con cái của họ là dễ thuận hòa và hiếu thảo. Thứ năm đó chính là cuộc đời của họ thường xuyên hưởng được nhiều cái phước, có nghĩa là nhiều người giúp đỡ đó, có quý nhân phụ trợ đó. Và cái thứ bảy đó chính là
họ nhận được nhiều tình cảm, nhiều sự quan tâm, chồng, con, người trong gia đình, bà con lối xóm, khách hàng, anh em.